AFF Cup là giải đấu mà chúng ta từng chứng kiến không ít sai lầm cá nhân của các tuyển thủ Việt Nam, trong đó có vị trí thủ môn. Nếu để chọn ra một sai lầm khó tin nhất của một thủ môn tuyển Việt Nam ở AFF Cup thì có lẽ đó chính là pha thủng lưới đầy ác mộng của Nguyên Mạnh ở AFF Cup 2014. Ở giải đấu năm đó, đội tuyển Việt Nam và Indonesia đã tạo ra một màn rượt đuổi cực kỳ căng thẳng trên sân Mỹ Đình khi hai đội chạm trán từ vòng bảng. Quế Ngọc Hải là người ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam ở phút 11 nhưng khoảng hơn 20 phút sau đó, Indonesia đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, Lê Công Vinh ghi bàn thắng rất đẹp mắt giúp Việt Nam lần thứ hai vượt lên. Lúc đó, sắc đỏ thực sự ngập tràn sân Mỹ Đình. Thế nhưng, khi tuyển Việt Nam đang dẫn 2, một và chỉ còn cách chiến thắng ít phút, Nguyên Mạnh phạm lỗi khó tin khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng. Phút 85, cầu thủ Su bên phía Indonesia đi bóng vào vùng cấm địa của tuyển Việt Nam và dứt điểm trong vô vọng. Cú sút của anh không mạnh và còn đi trúng vị trí mà Nguyên Mạnh đã chọn. Đột nhiên, không hiểu vì sao Nguyên Mạnh lại lúng túng để bóng lọt qua hai chân, giúp Indonesia có bản gỡ hòa quý giá. Sau màn thắng này, các cầu thủ áo trắng đã ăn mừng như thể họ vừa giành vé vào trận chung kết. Ngược lại, Quế Ngọc Hải cùng đồng đội và hàng vạn cổ động viên trên khán đài Mỹ Đình thì sững sờ, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Bản thân tội đồ Nguyên Mạnh cũng lập tức ôm đầu đầu gục xuống sân. Tất nhiên, Nguyên Mạnh đã vấp phải nhiều sự chỉ trích sau sai lầm ngớ ngẩn khiến tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng. Phải nói rằng, kỳ AFF Cup 2014 là giải đấu đáng quên với tuyển Việt Nam. Ngoài sai lầm của Nguyên Mạnh ở vòng bảng thì tuyển Việt Nam sau đó đã trải qua một thất bại cực kỳ đáng thất vọng, thậm chí có thể nói là thảm họa khi chúng ta để thua Malaysia tới 2 đến 4 ở trận bán kết lượt về, cũng ngay trên sân Mỹ Đình. Thất bại đó khiến tuyển Việt Nam dâng tấm vé dự chung kết vào tay người Mã. Trở lại với Nguyên Mạnh, tình huống được nêu phía trên không phải sai lầm duy nhất mà thủ môn này từng mắc phải khi tham dự AFF Cup. Hai năm sau trong một cuộc đối đầu mang tính chất quan trọng hơn nhiều cũng với người Indonesia, thủ môn quê Nghệ An đã mắc lỗi trong bàn mở tỷ số của đội khách và sau đó còn dính thẻ đỏ, trực tiếp đẩy đội nhà vào thế mất người. Điều trùng hợp là sai lầm lại một lần nữa diễn ra ở Mỹ Đình. Phút 75 trận bán kết lượt về, khi Việt Nam đang bị dẫn không đến một, Nguyên Mạnh đạp vào lưng đối thủ và bị trọng tài phạt thẻ đỏ trực tiếp. Lúc này tuyển Việt Nam đã hết quyền thay người nên trung vệ Quế Ngọc Hải bất đắc dĩ sỏ găng, mặc áo về chấn giữ khung thành. Đây cũng là trận đấu mà thời điểm cuối cùng diễn ra vô cùng căng thẳng. Văn Thanh là người bất ngờ ghi bàn gỡ cho tuyển Việt Nam trong thế thiếu người ở phút 83. Sau đó, đến lượt Vũ Minh Tuấn ghi bàn giúp Việt Nam vượt lên ở phút 90 cộng 3. Tưởng chừng Việt Nam sẽ bảo toàn được chiến thắng và giành vé vào chung kết nhưng ác mộng lại xảy ra ở phút 90 cộng 7 khi đội khách được hưởng penalty và Leicester Sen đã quân bình tỷ số 2-2. Kết quả này giúp Indonesia tiến vào chung kết với tổng tỷ số sát nút 4-3 sau hai lượt trận. Sau trận đầu thảm họa này, thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục bị nhiều cổ động viên công kích gai gắt. Thủ môn người Nghệ An sau đó cũng thừa nhận rằng tôi bị dằn vặt trong tâm của mình. Trong khi đó, huấn luyện viên Hữu Thắng cũng tỏ ra cực kỳ thất vọng ông cho rằng trọng tài người trung quốc phu minh đã quá nặng tay khi rút thẻ đỏ với nguyên mạnh tuy nhiên chính bản thân nguyên mạnh đã giải thích rằng tình huống anh bị thẻ đỏ xuất phát từ tâm lý nóng vội chứ hoàn toàn không hề oán trách trọng tài